Ok, lại tiếp tục đến món mới nha. Cái này đi, cái này là mô hình cây táo đỏ để trang trí nhà, búp bê, bonsai và vân vân và mây mây. Ui ôi, chưa mở ra mà đã thấy có cái dấu hiệu mà nó bong bong ra rồi. Trời ơi, mình phải để ý về mấy cái này vì đã có lần mình cắt phải hàng, cho nên là bây giờ cắt phải cẩn thận, nếu không thì nó sẽ khá là dở hơi, kiểu nó như cháy. Tuyệt trời luôn, quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Mỡ hộp, cái này là cái túi giấm sốc, cái nào cũng có. gà là gà không gáy, o thịt này lại tươi, lòng thì buồn lắm thôi, lăng lo cứ chờ lo. Con gà này bằng cái gì đây, cứng vậy, lọng keo. Và keo này shop để mấy đời rồi. Lọ keo này thì không biết, mới hơn nên lọ kia thì hơi bất ổn nha. Cây mini sao nó bé vậy trời. Cái này là hàng rào này. Cái hàng rào này nhìn qua thì mình thấy nó được gia công tốt lắm. Giáo mọi người, và bây giờ mình sẽ xem đến cây, xem kiểm tra kỹ xem bên shop họ có gửi thiếu hay gửi thừa không. Thiếu thì không biết, nhưng mà thừa thì chắc chắn là không. Cây nó siêu còn dính vào nhau, cái này có thể là do keo. Cái cây kia thì hơi bất ổn tí. Thôi không sao. Cái này là con cá đúng không? Đúng mập luôn. Dororo này. Đây mình sẽ mở cái này nhé. Còn mấy cái cây thì mình quay đây mọi người nhìn qua cũng biết rồi à. Nhìn qua là cũng biết nó là mấy cái cây. Cái táo này, cái quả này không biết làm bằng gì. Xốp à? Mình đoán là xốp. Mình bóp ra thử nhé. Trời ơi, đúng luôn, trời đất ơi. Không xốp thì là xốp. Không xốp thì là xốp đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở mấy con này ra. Đó, tiếp tục chuyên mục gác cam. Em gà trống. Quả nhiên nó làm bằng đá thật mọi người ạ. Cái này sẽ rất là dễ vỡ. Mình hiểu vì sao lại cho vào cái túi chống sốc rồi. Thế thì thôi, thế vỡ thì lại bỏ vào. Có cái vấn đề đâu, rất là dễ giải quyết luôn. Đấy, lại buộc vào. Ok, chia cắt chúng mày. Bao giờ làm xong thì ôi má nó. Có gì đó sai mọi người ạ, gà to hơn cả cây, ôi dồi ôi. Mình tính là mua con gà về để dưới gốc cây mà gà to như thế này thì... Con này là gà mái à? Trời ơi, nhìn mặt ngu luôn chưa? Khó hiểu thật chưa? Thôi ngu thì cũng để vào đấy. Mấy em cá thì nhìn có vẻ là khá là tinh xảo quá. Khá là tinh xảo quá. Và Dororo kích thước cũng vừa đủ. Đây,
Mấy con này thì mình đoán là họ làm bằng nhựa. Đúng luôn. Dororo ôm trái dâu. Đây là một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình khá là nổi tiếng của Nhật Bản ấy. Nếu như mà các bạn nào mà hay xem hoạt hình, đặc biệt là những cái bộ anime của Nhật Bản thì sẽ biết đến cái con này. Thôi lại nhét vào nha. Mình là một dân chơi đồ mới nên là khi chưa dùng thì mình sẽ không ấy. Ôi là trời, con cá này. Cái độ tinh xảo của nó thì vô biên. Mình thích ba con cá này. Nhưng mà nó không bơi được hả? Cái này cá nằm im chỗ à? Hay cho cá lên bờ? Khó hiểu, thật sự khó hiểu. Ok, khó hiểu thì cũng nhét hết à. Xong, tiếp tục là đến món đồ tiếp theo. Món tiếp theo không biết là món gì nhưng mà dọn mấy cái này đi ta. Cái nồi nồi này mình thích ấn cái này nhá. Có đợt mình nhận hàng về xong bắt đầu mình chả làm gì, mình cứ ngồi mình ấn cái này. Rảnh rỗi thời gian sinh ra lắm trò để nghịch mà không biết nó có ý nghĩa hay là tác dụng gì không. Móc nó cứ bị nghiền nghiền ấy. Nó cứ đốp đốp đốp. Đốp đốp đốp. Nghe hài chửa luôn. Bằng máy quay kem thì nói chung là sẽ để cho mình làm được rất nhiều thứ. Mình định là sẽ làm cây cầu, rồi là làm miếng ốp ở nhà. Mình sẽ lấy cái sơn kia để mình sơn qua một chút để cho nó mang một cái màu sắc nhất định nào đó. Ví dụ là màu nâu chẳng hạn này. Màu trắng, màu đen. Đó, hai cái túi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt video và đưa cái phần mở hộp hai cái còn lại vào một cái video sau. Nếu như mà mọi người tiếp tục tò mò là những cái đấy là cái gì thì hãy đón xem cái video sau của mình. Ok, bye bye mọi người.